quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Kính thưa quý vị, ở vào những cái thời điểm này, đây là những cái thời điểm khoảnh khắc mà người Việt chúng ta đáng ghi nhớ nhất trong sau năm 1975. Chắc quý vị biết ngày hôm nay chúng ta đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Cộng đồng người Việt chúng ta đã trưởng thành về tất cả mọi phương diện, về vấn đề giáo dục, về vấn đề xã hội và có thể nói vấn đề thương mại. Cảm ơn tất cả những quốc gia họ đã cho chúng ta nương tựa một thời gian, và bây giờ chúng ta là những thành viên của quốc gia họ, và có thể nói chúng ta hãnh diện về sự trưởng thành lớn mạnh của người Việt chúng ta. Bên cạnh đó thì chúng cộng đồng người Việt chúng ta cũng phải vấp vào những cái vấn đề gọi là cạnh tranh nghề nghiệp, rồi đưa đến những cái vấn đề có thể nói không mấy làm tốt cho cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại. Tuy nhiên, kính thưa quý vị, luật là luật và đời sống thì ai cũng phải bảo vệ cái gọi là cái quyền lợi của mình. Xin trở lại vấn đề, thưa anh Bảo Lê, anh đã dính dáng với cái vụ kiện của anh rất lâu, anh cũng theo như lời anh nói thì anh đã cũng tốn kém rất nhiều, nhưng cái điều anh mong muốn là anh bảo tồn được cái danh dự của anh trong cái vấn đề nghề nghiệp. Thế bây giờ sau khi xử xong và nếu như bên kia họ không kháng án nữa, mọi chuyện đều êm xuôi hết thì anh trở lại cái không khí hòa bình với nhau để mà làm ăn với nhau, xây dựng một cái đời sống tốt ở đây không, hay là anh có gì lo ngại hay là có gì anh lo lắng gì nữa không? Thưa anh và thưa quý vị, thì chúng tôi cũng lúc nào cũng muốn sống một cái đời sống hòa bình và làm việc với cái tấm lòng của mình. Mình làm mà mọi người hiểu được cái vấn đề của mình làm, cái điều đó rất là quý. Tại ở đây chúng ta không chết đói, chúng ta có thể đi làm bất cứ một cái vấn đề gì, hoặc là mình có thể đi ra McDonald's mình làm thì mình không có chết đói, không cần phải xảy ra cái vấn đề mà kiện tụng để làm gì. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó đưa tới là chúng tôi vẫn chưa thấy một cái sự an toàn. Tại vì vẫn sáng hôm nay, Hải Lê vẫn là người attack những cái sản phẩm của chúng tôi. Anh cho tôi xin phép anh đừng đi vào cái vấn đề đó nữa. Nhưng mà tôi hỏi một cá nhân anh cảm thấy không an toàn hả? Hay dạ, thưa đúng. Tại vì trong cái thời gian mà xảy ra vụ kiện, trước khi mà chúng tôi đi tới cái vấn đề mà kiện Hải Lê đó, thì trước đó chúng tôi đã có gọi điện thoại nói cho Hải Lê biết là ngừng đi, đừng có tấn công Bảo Lê. Thì Hải Lê có một cái lời làm cho chúng tôi rất là hoang mang, cho nên chúng tôi không còn một cái đường chọn lựa, và chúng tôi cũng đã nói trước tòa án, trước tòa rõ ràng là Hải Lê có nói là Hải Lê muốn diệt ai thì chỉ cần tốn 3 tháng để diệt thôi. Cái từ diệt đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là hoang mang cho cái tính mạng của chúng tôi. Nhưng mà thưa anh Hải Lê, thưa anh Bảo Lê, đời sống bên Mỹ có luật pháp, có cảnh sát, có tất cả nhiều cơ quan, mọi người đều phải đối diện và gánh chịu tất cả những cái hậu quả của luật pháp đã đề ra. Thì tôi nghĩ cái chuyện đó, tôi cá nhân anh thì tôi không biết, tôi không thể nào nói, nhưng mà tôi nghĩ rằng thôi xin lỗi anh, tôi cũng không muốn đi xa hơn những cái chuyện đó nữa. Thế bây giờ tôi trở lại một cái vấn đề, thưa anh. Trong quá khứ thì cộng đồng đã sinh hoạt với nhau, buôn bán với nhau, nhiều chuyện với nhau. Thế anh Hải Lê ngoài anh ra còn có thưa kiện ai nữa không? Trong cái thời gian mà chúng tôi đeo đuổi vụ kiện thì có rất là nhiều những cái vụ kiện khác liên quan và khởi kiện Hải Lê trong cùng một thời điểm. Nhưng mà trong cái thời điểm đó, đó những người mà khởi kiện Hải Lê đó thì họ hầu như là im lặng. Không có, ngay cả Bảo Lê khởi kiện Hải Lê gần 3 năm Bảo Lê vẫn giữ im lặng. Nhưng mà Hải Lê lúc nào cũng lên những cơ quan truyền thông và những cái mạng xã hội là nói là làm cho dư luận hiểu lầm là Hải Lê là người đi kiện của những người khác, và bỏ lên cái trang web của chính công ty của Hải Lê là làm cho mọi người á, nếu mà không đọc cẩn thận đó thì họ cứ tưởng là Hải Lê đi kiện người ta và đã thắng rồi, và Hải Lê còn rủ người ta trên lúc mà nói chuyện trên radio và trên TV kêu người ta, invite người ta vào trong cái website của Hải Lê xem là Hải Lê kiện người ta thắng 30 triệu. Nhưng mà cái đó không phải là đúng theo cái kiểu mà là Hải Lê đi kiện người ta thắng 30 triệu. Nó làm cho có một sự hiểu lầm. Mà những người mà người ta khởi kiện Hải Lê đó thì người ta một mực, hầu như là người ta giữ im lặng để cho người ta muốn những cái privacy để được giữ để tới cái tòa án cuối cùng. Mặc dù trong cái thời gian 3 năm đó thì nó sẽ đem tới một cái vấn đề cho mọi người rất là nhiều những nghi vấn.
và rất là nhiều quý vị cũng đã tới hỏi thẳng Bảo Lê, ngay cả những người rất là close Bảo Lê, đó là tại sao Bảo Lê không phải làm cái đó, tại sao Bảo Lê không phải là người bán hàng giả, thì tại sao Bảo Lê không lên tiếng. Nhưng mà mình sống trên một cái đất nước pháp quyền, có luật lệ, mình phải nhờ luật pháp có thể giúp đỡ mình rõ ràng, trắng đen. Cái điều đó nó mới là đúng, chứ mình không thể nào mình tay đôi, người ta nói xấu mình đi nói xấu lại người ta. Và trong cái thời điểm mà Bảo Lê khẳng định, lúc mà Hải Lê đầu ra chỉ có radio thôi, 2 tiếng đồng hồ một ngày thôi. Trong khi Bảo Lê có trên làn sóng FM có, trên làn sóng radio AM có, Bảo Lê có hệ thống truyền hình đi khắp thế giới có, local có, trên Galaxy, toàn 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, Canada có. Bảo Lê có một cái hệ thống mạng truyền thông và truyền thanh, truyền hình rộng lớn hơn rất là nhiều, nhưng mà Bảo Lê không bao giờ làm cái chuyện đó. Thì Bảo Lê là người biết và tôn trọng những cái luật lệ, mà Bảo Lê không bao giờ dám làm cái chuyện đó. Thế thưa anh Bảo Lê, anh thấy trong cộng đồng người Việt chúng ta buôn bán rất nhiều tiệm phở, tiệm hủ tiếu, giò giả, rất nhiều chỗ nào cũng có đồ ăn, đồ uống, rồi yes. Áo quần thẳng ở bên Phước Lộc Thọ cũng có buôn bán, nhiều khi là có những cái nghề nghiệp cạnh tranh với nhau và thấy ít khi có thưa kiện. Thế tại sao quý vị là một trong những cái nghề mới bây giờ đây mà tôi thấy người nào cũng phát đạt được hết, mà thế tại sao lại cứ dính dáng thưa kiện nhau hoài vậy thưa anh? Cái câu hỏi của anh đặt ra là nó rất là phù hợp trong cái thời điểm này của chúng ta, đủ lớn trong cái thời gian mà chúng ta sống ở đây. Một cái khoảng thời gian nói average ra là mỗi người cũng phải từ 20 năm trở lên. Và chúng ta đến một lúc nào đó chúng ta phải hiểu về cái luật pháp rõ ràng. Nếu mà trong cái vấn đề thương mại chúng ta cạnh tranh để mà cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đem tới những cái phục vụ cho những cái service, những cái sản phẩm cho khán giả càng tốt, thì cái điều đó nó rất là tốt. Ngay cả với bản thân Bảo Lê đâu có phải là người cạnh tranh. Bảo Lê chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của Bảo Lê. Người ta nói cho tiền chứ không ai chỉ cho người khác đi buôn. Nhưng mà Bảo Lê sẵn sàng làm cái chuyện đó. Bảo Lê sẵn sàng chỉ dẫn cho Bảo Hải Lê những cái bước đầu tiên làm trong cái vấn đề thương mại đông trùng hạ thảo, và làm luôn cái vấn đề trong ngành truyền thông. Bảo Lê thức khuya dậy sớm. Anh biết cái giờ của Bảo Lê làm ending là 12 giờ khuya. Bảo Lê phải dậy lúc 4 giờ sáng để mà viết news, để làm cho cái chương trình của Hải Lê vào lúc 6 giờ sáng. Không có ai làm được cái chuyện đó. Thì anh nói tới cái vấn đề cạnh tranh ở đây là chúng tôi không có cái vấn đề cạnh tranh. Cái lớp trẻ của chúng tôi làm việc ở đây là cùng đưa tới phục vụ và cùng một cái chí hướng, và chúng ta có thể giúp với nhau giống như một cái điều hay tốt đẹp của người Mỹ. Chứ chúng ta không có làm cái vấn đề là cạnh tranh một cách là hạ nhục với nhau và nói xấu với nhau. Cái điều đó nó không có đúng. Thì chắc quý vị là những thương gia, quý vị thì có rất nhiều kinh nghiệm, thì lại quý vị lại, tôi không phải là thương gia, tôi không phải là business, tôi không biết điều đó. Nhưng mà tôi cứ lấy làm lạ, sao mấy người trẻ này họ làm có tiền nhiều vậy mà cứ tối ngày họ cứ bỏ tiền ra. Thì thật sự tôi cũng hiểu cái ở Hoa Kỳ này mà đưa nhau tới cơ quan thì tiền luật sư nó rất nhiều. Nhưng mà không ai muốn cái chuyện kiện. Ai muốn người, bất cứ một người làm ăn dù họ có làm cỡ nào chăng nữa, người ta vẫn muốn một cái sự yên bình yên ấm và muốn mọi người yêu thương và mọi người tin tưởng. Nhưng mà đã đến một cái lúc mà chúng tôi không thể nào sống được. Anh cứ nghĩ tưởng tượng mọi người xung quanh, ngay cả những cái người mà gần gũi nhất, anh ngồi bên cạnh của em mà anh vẫn nghi ngờ em là người bán đồ giả. Tại vì mỗi ngày anh cứ nghe nó rót vào trong cái đầu của anh, và anh sẽ bị hư cái đầu, và cái lúc đó anh sẽ bị cái nghi ngờ. Thì cái lúc đó, và với những cái lời mà khán giả, khách hàng họ tới, họ sỉ nhục, họ mắng chúng tôi, và chúng tôi đi tới cái con đường là không còn cái gì nữa. Thì chúng tôi bắt buộc là chúng tôi không có con đường chọn lựa, thưa anh. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Hôm nay thì chúng ta đi vào một cái thế giới mới, đó là vấn đề thương trường, và đặc biệt là thương trường của người Việt chúng ta. Chỉ có tại Quận Cam thôi mà đã nhiều chuyện như vậy. Kính thưa quý vị, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.